Lý Thiên Nhiên, cậu lại mắc phải lỗi này là sao hả? Người phụ trách đó đang nghỉ phép mà cậu chỉ gửi một cái email, cậu không đi xác nhận lại à? Trước đây Thiên Nhiên có bị ăn mắng hay không, mình chả quan tâm. Thế mà bây giờ còn thấy khó chịu hơn cả khi mình bị mắng. Chẳng lẽ đây là nỗi đau của tình yêu công sở? Thiên Nhiên, hôm nay thấy anh bị mắng, em thấy khó chịu lắm. Em đã nói với anh rồi còn gì. Anh gửi mail xong là phải nhắn tin xác nhận xem người ta đã nhận được chưa. Người ta mà không trả lời anh thì một tiếng sau anh lại nhắn tin cho người ta để xác nhận tiếp. Đây, em ăn đi, món đậu phụ cá này ngon tuyệt. Ăn đi, em không ăn đậu phụ cá. Trước đây bị ăn mắng ở công ty có sao đâu, dù sao cũng ăn mắng suốt. Anh có nghe em nói gì không? Nghe chứ. Nhưng bây giờ về nhà còn bị bạn gái cầm ràm. Nỗi đau của tình yêu công sở là đây ư? Anh có nghe em nói thật không đấy? Tập 39, không được thiếu một ai, phần 1. Tôi là Vương Ngũ Lục, chuyên gia vũ trụ học. Chúng ta có duyên, nếu khéo sao bạn xem được video này, đúng lúc bạn đã có người yêu, đúng lúc muốn cùng người ấy bên nhau dài lâu, vậy thì vừa khéo, bạn chính là người được chọn. Hiểu rồi, tôi sẽ truyền tín hiệu. Tôi vừa nhận được thông tin Nguyệt Lão gửi cho tôi. Đây là một truyền thuyết chốn thành thị, lãng mạn khiến ta không ngừng mộng mơ. Tuyên truyền ở giữa cầu Vượt và cầu Ô Thước có một khu suối nước nóng romantic ở ngoại ô thành phố. Tôi biết bạn đang nghĩ gì. Đừng đi. Nhìn tôi này. Trong mắt tôi có bạn, trong mắt bạn cũng có tôi. Sao tôi lại lừa bạn được chứ? Bạn chỉ cần làm đủ 4 điều sau thì sẽ được cùng người mình yêu bên nhau trọn đời. Làm đủ 4 điều, bên nhau trọn đời. Từ từ, em có biết cuối tuần này là ngày gì không? Ngày gì? Buổi offline lần đầu ra mắt của nghệ sĩ. Đâu đúng? Không, cuối tuần này là kỷ niệm 57 ngày bọn mình yêu nhau. 57 ngày á? 57 ngày thì sao? Mãi mới được chứ sao? Thì mới một dịp kỷ niệm 57 ngày thôi đấy. Bọn mình phải đón một ngày kỷ niệm lãng mạn, phấn khích và khó quên chứ. Duyệt luôn. Lãng mạn à? Bọn mình có thể đi xem phim, phấn khích. Cái này thì dễ rồi. Em gánh team chơi game, hai đứa cùng quẩy. Khó quên à? Anh mà rút được vật phẩm ẩn cho em thì đại ân đại đức suốt đời em không quên. Cái nghèo đã làm em nghèo luôn cả trí tưởng tượng. Xem đi. Gì vậy? Xem đi. Lãng mạn hơn Paris, phấn khích hơn Hawaii, khó quên hơn Tây Tạng, đậm nét văn hóa hơn Đại Lý, là khu nghỉ dưỡng suối nước nóng romantic. Những 2888 tệ á, đắt thế? Không đắt, anh mua rồi. Anh mua rồi á? Mau trả lại đi, trả lại đi. Không trả được. Vì em. Xứng đáng. Không trả được thật hả? Không trả được, có đi không? Nếu không trả được thì mình đi vậy. Được luôn.
Team building năm nay hả? Vâng, thưa trưởng bộ phận. Cuối tuần này là ngày team building. Trí nhớ tốt thật. Team building năm kia chúng ta chơi mặt trược, rèn cho mọi người khả năng động não tính toán. Team building năm ngoái chúng ta đi massage chân để tăng cường sức khỏe cho mọi người. Năm nay anh có ý tưởng gì không ạ? Tôi thì không có ý tưởng gì cả. Điều hòa bật hơi lạnh. Lạnh á? Sao tôi lại thấy hơi nóng nhỉ? Mới mua. À thì tôi thấy dạo này phòng mình mọi người cứ ể ải sao ấy. Buổi team building của bọn mình có thể nghĩ ra hoạt động gì đó để giúp mọi người lên tinh thần hơn không? Tôi nghĩ chúng ta nên đi leo núi ạ. Bây giờ công ty công nghệ đi leo núi đang là trend đấy. Mà chủ tịch cũng thích lắm. Thế à? Vậy nếu chúng ta leo núi để team building thì có bị cho là chúng ta cố tình hùa theo không? Chắc chắn là không. Trưởng bộ phận nghĩ mà xem. Leo núi chủ yếu là để nâng cao tinh thần đoàn kết của tập thể phòng ba chúng ta. Mọi người gắn kết một lòng trèo lên đỉnh núi. Tôi nghĩ là đã leo thì phải leo đỉnh núi cao nhất ở thành phố mình, đỉnh Bản Tượng ấy. Được rồi, vậy năm nay team building leo núi. Vâng, thế nhé. Vâng, cậu đi nói với mọi người đi. Tú đẹp lắm mà. Mọi người tạm dừng công việc trên tay một lát nào. Tôi có chuyện này muốn thông báo. Cuối tuần này phòng mình đi team building. Được đấy, tôi đồng ý. Cứ bình tĩnh đã. Trưởng bộ phận Ngư đã xem xét. Mục tiêu của team building lần này sẽ là thư giãn cơ thể, thả lỏng tinh thần, về với thiên nhiên là chính. Quá chuẩn. Cho nên lần này chúng ta sẽ làm team building đi leo núi. À đúng rồi, trưởng bộ phận Ngư nói chúng ta làm việc là phải dẫn đầu trong ngành. Leo núi là phải leo lên đỉnh cao nhất, đỉnh Vạn Trượng. Ok. Từ từ đã, giám đốc Diêu. Tự nhiên tôi nhớ ra cuối tuần nhà tôi có việc, tôi không đi đâu. Rồi rồi, lão Cát anh không nói tôi cũng quên mất. Trưởng bộ phận Ngư cực kỳ nhấn mạnh là team meeting lần này mọi người phải đoàn kết một lòng, dũng cảm leo núi. Ai cũng phải đi, không được xin nghỉ. Leo núi, leo núi, leo núi. Leo núi, leo núi. Cậu nghĩ trưởng bộ phận Ngư to rồi, có điên không vậy? Đỉnh Vạn Trượng có tên là Vạn Trượng vì nó cao hơn 1.000 mét so với mặt nước biển đó. Tôi già thế này rồi, tôi già rồi nhỉ? Bảo tôi leo 1.800 mét thì leo bằng mắt. Trưởng nhóm Cát, không sao đâu anh. Tôi nghe nói giữa đường có một trạm tiếp tế, dưới chừng mình nghỉ một lát được mà. Cậu thôi đi, tôi không được như thanh niên các cậu đâu. Các cậu leo Everest còn chẳng mệt nữa là. Xin lỗi mọi người, tôi làm xấu giới trẻ rồi. Từ ngày tốt nghiệp tiểu học đến giờ, cầu thang tôi còn chẳng leo lần nào cơ. Bảo tôi leo núi chỉ bằng giết tôi cho rồi. Tia UV trên núi mạnh lắm. Tháng này coi như phí công đi tắm trắng. Trưởng phòng Ngô chưa ký tên này. Thế là xong. Kế hoạch xuống nước nóng đi tông. Không đi được rồi. Không được, bắt buộc phải đi. Em không muốn đi cơ mà. Em mà muốn ngâm nước nóng thật, hôm nay sẽ xả đi bồn tắm cho em. Không được, chẳng mấy khi anh mới bỏ ra một đống tiền như vậy. Nhất quyết không được bỏ qua một cơ hội quý giá như thế được. Nhất quyết phải đi xuống nước nóng. Nhưng giám đốc Diêu đã nói cuối tuần team building leo núi rồi còn gì. Nên bọn mình lại càng phải đi tắm xuống nước nóng. Cuối tuần đi leo núi thì thà ngồi trong văn phòng làm PPT cho rồi. Hai đứa mình cùng xin nghỉ là hơi bị khó đấy. Cũng khó, nhưng mà cũng không phải là không có cách. Giờ tan làm thứ sáu. Trưởng bộ phận Ngư, tôi có chuyện quan trọng muốn nói với anh. Có chuyện thì để mai nói không được à? Không, không được. Nghĩ đi nghĩ lại thì vẫn phải nói với anh hôm nay cơ. Xếp từ khách hàng lớn ấy à? Anh vẫn nhớ chứ? Hẹn những 2 năm, cuối cùng cũng chỉ gặp chúng ta rồi. Thế thì tốt, cô đi đi. Nhưng mà người ta hẹn cuối tuần, hay là anh đi với tôi nhỉ? Cuối tuần á? Cuối tuần mình đi team building mà. Vâng, tôi cũng nghĩ vậy đấy. Tôi còn nghĩ hay là để tôi đi đàm phán với người ta. Nhưng mà khách hàng lớn như vậy, trưởng nhóm nhạy nhép như tôi làm được gì chứ? Anh đang mặt thì tốt hơn. Trưởng nhóm Phạm, cô có năng lực làm việc rất tốt. Thế nên một mình cô đi gặp khách hàng chả có vấn đề gì hết. Không, không, không được. Tôi không làm được. Cô làm được. Chuyện này cứ quyết định vậy đi. Một mình cô đi gặp khách hàng. Chuẩn bị rồi đi đi. Thôi được rồi.
Trưởng bộ phận Ngư, đây là hóa đơn thanh toán văn phòng phẩm tháng này. Đây là tuần trước. Bút 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 ký ký ký. Đây là báo cáo kế hoạch. Đừng nói nữa. Đây là thiệp mời đám cưới của cậu hai tôi. Đúng, vân vân. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Sao rồi? Sắp xếp hành lý thôi. Ngon lành rồi. Đỉnh đỉnh. Alo, công ty bảo hiểm ABB đúng không? Chỗ mấy anh có bảo hiểm tai nạn ngoài ý muốn không? Thế bị chấn thương do leo núi mấy anh có trả không? Mức chi trả cao nhất là bao nhiêu? Không được, để thế này đi leo núi chạy nóng chết đi à? Không được, để thế này leo núi chắc nắng chết mất. Hết nóng muốn chết, xong lại nắng muốn chết thì phải làm sao? Giang Mỹ cố lên, Giang Mỹ cố lên, Giang Mỹ cố lên, Giang Mỹ cố lên, còn 5 giây nữa thôi. 4, 3, 2, chưa xong mà, 1, được rồi, 1 phút được 12 cái. Xong đời, xong đời, cái kiểu của tôi thì làm sao mà leo được lên đỉnh núi. Mua đồ tắm chưa? Mua rồi. Mua phao chưa? Mua rồi. Mua cả 10 bé vịt vàng nữa. Cặp cặp. Cảm ơn. Đây. Nghỉ phép cơ mà sao phải dậy sớm thế? Sớm hơn cả đi làm nữa. Để đi xe đạp đó. Ở đây có xe đạp đôi. Công viên gần nhà cũng có xe đạp đôi. Mà có thấy anh đi gần nào đâu. Giống nhau chắc. Đây là đâu? Nhà là đâu? Phục vụ, cho tôi gửi hành lý. Cảm ơn. Nhanh lên nào. Giờ luôn hả? Giờ luôn, giờ luôn. Xe đạp dạo phố vẽ vòng tròn tình yêu bao quanh khu nghỉ dưỡng. Như vậy tình yêu của các bạn sẽ mãi trường tồn, viên mãn, trọn vẹn. Nhanh lên em. Nào nào nào. Vẫn muộn mất rồi. Chỉ còn xe đạp 3 thôi. Thế em về ngủ bù được không? Đừng đừng, bù gì mà bù. Xe 3 người vẫn đạp được mà. Hơi dài chút thôi. Đây này, để anh dắt cho em xem nha. Để anh dắt ra đúng chỗ cho em. Đây đây. Xong. Được rồi đấy. Buổi sáng của riêng hai chúng ta sẽ bắt đầu rồi. Lên xe đi Tư Tư. Chị Tư Tư. Anh Thiên Nhiên là anh chị thật hả? Sao cậu lại ở đây? Mình ơi, mình ơi. Kéo gió màu xanh quanh đâu ấy nhỉ? Em mới giặt canh rồi. Giặt á? Xem lại đem đi giặt. Tiểu Diêu, áo gió của tôi đem đi giặt mất rồi. Vợ tôi giặt. Giặt hay lắm. Vừa hai chúng ta không đi leo núi nữa. Leo núi tốn sức lắm. Team building là phải thư giãn. Bọn mình đi tắm suối nước nóng đi. Dạo này có khu nghỉ dưỡng suối nước nóng, quảng cáo rầm rộ lắm. Bọn mình đến chỗ đó đi. Đúng. Tắm suối nước nóng. Team building cho mọi người mở lòng với nhau. Đúng. Thế được không? Quyết định vậy nhé. Cậu cũng giặt áo gió đi nhé. Được, báo cho mọi người đi. Vậy nhé. Sáng nay giám đốc Diêu gọi cho tôi, nói là không team building leo núi nữa, đổi thành tắm suối nước nóng rồi. Thế là bảo tôi đến đây xem xét tình hình luôn. Không đúng. Sao anh chị lại cũng ở đây? Chị Tư Tư, chị đi gặp khách hàng cơ mà. Đúng rồi, khách hàng, khách hàng. Địa chỉ xếp từ gửi cho tôi là ở đây luôn đấy. Tôi đến thì thấy không ngờ lại là khách sạn suối nước nóng. Cậu bảo có khéo không cơ chứ? Khách Nhật thích tắm khoáng nóng. Thế cũng không được. Làm gì có chuyện hẹn bàn công việc ở khách sạn suối nước nóng. Chắc chắn là có mưu đen tối. Lát tôi đi với chị. Không, không cần, không cần. Tôi chữa tin đó một trận rồi. Với cả tôi bấm động tính thử. Hôm nay tin đó không dám đến đâu. Thế thì tốt. Anh Thiên Nhiên, hôm nay anh đi đám cưới của cậu hai nhà anh mà. Cậu hai của tôi, cậu ấy. Tôi cũng hỏi anh ấy câu đó đấy. Cậu thử đoán xem đi. Cậu hai của anh ấy định tổ chức lễ cưới ở đây. Nhưng mà tự dưng mợ hai chạy luôn rồi. Cậu hai của tôi bị đá rồi. Cô dâu chạy mất á. Đúng là một câu chuyện đau lòng. Hết sức đau lòng. Không sao đâu anh Thiên Nhiên.
Chúng ta hãy biến nỗi đau thành sức mạnh. Mình vận động một tí để trút hết ra nào. Tiện thể tôi đi khảo sát chỗ này luôn. Chị Tư Tư ngồi sau đi. Ngồi sau cho an toàn. Cũng được. Thôi lên xe đi. Xe đạp ba là vừa đẹp luôn này. Chuẩn bị cho cậu đó. Mình đi thôi, xuất phát. Đi, xuất phát, mình đi thôi. Không sao, đi thôi nào. Anh Thiên Nhiên, anh đừng buồn vì chuyện của cậu hai nhà anh quá. Có một câu nói thế nào nhỉ? Tạm biệt người bỏ lỡ mình mới có thể gặp được đúng người. Ừ, lỡ rồi thì cho nó lỡ luôn. Tôi có buồn cũng chẳng được gì. Lại chuẩn quá đi chứ. Bọn mình đạp xe cho khuây khỏa, là lát nữa sẽ vui lên thôi. Đúng không nào? Ơi, anh nhìn đường chứ. Ơ kìa tôi. Tôi xem Tư Tư cỏ đây không. Anh phải nhìn đường chứ. Một xe ba mạng đấy. Chú ý an toàn vào. Ừ. Chị Tư Tư, anh Thiên Nhiên, anh chị có thấy con đường này là một vòng tròn không? Chỉ cần bọn mình cứ đạp liên tục là sẽ về đến điểm xuất phát. Thấy chứ? Vòng lặp vô tận. Trưởng nhóm Phạm, vụ khách hàng của cô. Thiên Nhiên, chuyện cậu hai của cậu tôi đã nghe rồi. Trưởng nhóm Phạm, cái loại khách hàng thiếu đứng đắn như thế không đáng để giành về, để mất cũng chẳng tiếc. Đúng là rung đuổi thế nào mà lại gặp mọi người ở đây. Chuyện tốt đấy ạ. Tốt chứ. Cái chuyện cậu hai của cậu nữa, cậu nghĩ thoáng vào. Thoáng rồi ạ. Không phải cuộc tình nào trên đời cũng vậy đâu. Vâng ạ. Hôm nay ngày đầu team building đều hoạt động tự do, ngày mai sẽ hoạt động tập thể, nên là hôm nay ăn uống vui chơi gì cũng tự do hết. Công ty chi trả. Cảm ơn ạ. Cảm ơn trưởng bộ phận Ngư. Chị Tư Tư, tốt quá, cuối cùng chị cũng đến. Tôi nghe nói đi spa ở đây thư giãn lắm. Bọn mình đi thử đi. Còn được làm nail luôn đấy. Đi thôi. Ở này, ở này. Tôi đi nhé. Đi đi, đi đi. Tôi là Vương Ngũ Lục, chuyên gia vũ trụ học. Chúng ta có duyên. Nếu khéo xào, bạn xem được video này. Chào cô, cho tôi hỏi chút. Đây là vé đã được soát sáng nay. Cho hỏi có trả lại được không? Xin lỗi anh, vé đã soát rồi thì không trả lại được à? Ơ kìa, cái chính là vừa hay công ty của tôi cũng team building ở đây. Xong là bị dư phòng đó, cô hiểu không? Hay là cô âm thầm cho tôi trả lại đi. Đã viết hóa đơn rồi, không trả lại được đâu ạ. Xin lỗi anh. Tôi... những 2888 tệ mà cứ nhất quyết không cho trả. Hai, treo móc khóa tình nhân lên cầu tình nhân, buộc lời hẹn ước yêu thương trên khóa tình nhân rồi khóa lên cầu. Thế thì thần sông dưới cầu sẽ phù hộ cho các bạn thủy chung một lòng, không bắt cá hai tay, không bao giờ có kẻ thứ ba. Đang giữa trưa, nắng vừa đẹp. Tư Tư, anh đến chỗ cầu tình nhân rồi này. Em làm đến đâu rồi? Đợi em đó. Mới xong phần mặt, sắp xong rồi. Bên đó được không? Ở đây đi. Mình đi thôi. Khoan, để anh xem đã khóa chắc chưa đã. Tư Tư, em đi chưa? Đang đắm lưng, sắp xong rồi. Tư Tư, hay là để ngày mai đắm tiếp nửa lưng dưới. Em đến đây đi đã. Đang sơn móng tay. Còn một bên nữa thôi. Sắp xong rồi, sắp xong rồi.
Thiên Nhiên, xin lỗi anh nha, spa khách sạn đó còn phải xoa sâu móng tay. Đúng là quá rùm rà. Đúng đó. Anh bảo em đến đây làm gì? Treo móc khóa hả? Treo khóa tình nhân đó. Hay mình cũng treo một cái nhỉ? Có sớm quá không? Sớm. Thế mình đi thôi. Cái này đi ạ. Đây này. Cô cậu khắc chữ gì? Lý Thiên Nhiên, Phạm Tư Tư nắm lấy tay nhau đi đến Bạc Đầu. Thiên Nhiên, trưởng giám Phạm, hai người cũng treo khóa hả? Nắm lấy tay nhau. Rồi gì nữa? Cố làm dự án. Nắm lấy tay nhau, cố làm dự án. Tôi quyết định năm sau sẽ cùng cố gắng với Thiên Nhiên, tiếp tục thành công rực rỡ trong các dự án. Đúng. Lúc nãy có phải ý này đâu. Ý này mà. Ước kiểu này mới là thật đấy. Giám đốc Diêu không biết đấy thôi. Câu này xuất phát từ kinh thi, vốn là để nói đến hai huynh đệ anh dũng giết địch trên sa trường, dùng cho tôi với trưởng nhóm Phạm là mong cùng nhau lập nên công danh sự nghiệp. Hợp thế còn gì. Khóa của anh khắc gì vậy? Để xem nào. Khóa của tôi là mong trưởng bộ phận ngư nghỉ hưu suôn sẻ, để tôi lên thay. À đúng rồi cậu nhóc, tôi nhớ ra rồi. Chú nói đi ạ. Lúc nãy cậu khắc là mong năm nay tìm được ba cô bạn gái thì cả đời này con sẽ ăn chay. Chữ cha tôi còn khắc thiếu. Đâu có. Đủ mà. Thế hả? Không thiếu. Đỏ tôi lẩm cẩm nhớ nhầm. Xe đạp đôi coi như là đi rồi. Cũng có nói là không được đi ba người đâu. Xong. Khóa cũng treo rồi. Ước thì chỉ ước đúng một nửa. Tiểu Bạch, có câu thành ngữ gì mà bù qua sớt lại? Đúng, bù qua sớt lại. Coi như xong cái này. Ngon. Không bao giờ có kẻ thứ ba. Ba cùng nhau ngâm mình trong hồ hoa hồng. Hương hoa hồng, hồ tiên chốn hạ giới. Hơi nước nóng nghi ngút giúp tay chân lạnh cống của bạn được thư giãn thật khoan khoái. Còn lại tự bạn tưởng tượng nhé. Tiểu Bạch, ban ngày đã đi tắm khoáng nóng chưa? Rồi ạ. Đừng nhắc tới chuyện tắm khoáng nữa. Trưởng nhóm Cát dẫn tôi đi. Mỗi hồ tắm hẳn ba lượt. Nhăn hết cả da tay rồi này. Ước nguyện trong lúc không có sao băng, mộng đẹp sẽ không còn là mơ. Giờ này mọi người không lướt điện thoại thì cũng đi ngủ. Bây giờ mà hẹn Tư Tư đi tắm hồ hoa hồng, đảm bảo vắng tanh. Cuối cùng xin hãy đánh giá 5 sao. Ngủ chưa? Hồ hoa hồng, không gặp không về. Một tình yêu đông đầy dành tặng cho người lãng mạn như bạn. Alo, em đi đến đâu rồi? Hòn Non Bộ. Đúng rồi, Hòn Non Bộ. Từ Hòn Non Bộ đi thêm xíu nữa, em sẽ thấy cái bảng chỉ đường. Để phải chỗ bảng chỉ đường đi tiếp là đến nơi. Ừ, anh đợi em. Suối khoáng nóng bỏng, tượng trưng cho tình yêu nóng bỏng của đôi ta. Thiên Nhiên, trưởng giám Cát. Sao anh lại ở đây? Ban ngày tắm ở đây rồi mà. Ban ngày là ban ngày, ban đêm là ban đêm. Tôi nói cậu nghe, ngâm suối khoáng nóng ấy là phải ngâm 24/24. Rảnh ra là đến ngâm ngay. Không thì lỗ lắm. Không được. Đến tuổi của anh là không được ngâm lâu dưới hồ đâu. Lỡ anh ngâm xong cao huyết áp, tôi nói nghe, anh mà ngất xỉu trong hồ là phiền phức đấy. Không sao đâu mà. Người tôi Bị sao thế? Thiên Nhiên, cậu vừa nói thế xong, chỗ này của tôi đúng là có hơi. Đúng chưa? Anh mau lên đi. Mau về nghỉ đi. Tôi biết rồi. Bị hạ đường huyết. Hạ đường huyết thì cứ ăn đồ ngọt là được. Cậu xem, khỏe ngãy mà. Xuống nhanh đi. Có cả rượu vang này. Ơi, gọi tôi hả? Xuống đi. Anh đấy, anh cứ đó mà ngâm cho đã đời đi. Thiên Nhiên, đến cũng đến rồi, cậu ngâm một lát đi. Chả biết tận hưởng gì cả. May mà không ai thấy. Ừ.
Sao thế? Không có gì. Thế cậu ngủ mất nên tắt tivi giúp cậu thôi. Tôi có ngủ đâu. Anh Thiên Nhiên đang xem tivi, kiểu như ban ngày ngâm suối nóng khoáng lâu quá, cứ buồn ngủ suốt. Anh mới đi đâu về vậy anh Thiên Nhiên? Khuya thế này đừng nói là anh đi ngâm suối nước nóng đấy nhé. Đâu có. Tôi ra chỗ hồ nước bơi một lát. Khắc khe thế à? Khuya vậy rồi mà vẫn đi tập. Nể thật. Chứ sao nữa? Tiểu Bạch, con người ta làm cái gì cũng không nên bỏ dở giữa chừng đúng không? Đúng thế. Dù sao cũng làm rồi, tại sao lại không làm cho trọn vẹn? Thôi không nói với anh nữa, tôi xem tivi đây. Bốn, ra hồ ngắm sao băng. Có sao băng, mau ước thôi. Tuyên truyền, ước nguyện trong lúc có sao băng, điều ước sẽ biến thành sự thật. Ước nguyện trong lúc không có sao băng, mộng đẹp sẽ không còn là mơ. Thế nên hãy mau rủ người bạn yêu thương đi ngắm mưa sao băng với bạn đi nào. Sao băng bay qua, nhớ đừng bỏ lỡ. Ước chậm là hết nhé. Cuối cùng xin hãy cho ngũ lục này đánh giá 5 sao. Tôi xin dành tặng tình yêu đong đầy đến một người lãng mạn như bạn. Thiên Nhiên, cả ngày hôm nay anh không yên luôn á. Giờ là gì nữa đây? Nhanh nào. Ngoài này lạnh quá nên anh lấy chăn trong phòng ra. Ấm hơn nhiều nhỉ. Đêm hôm khuya khoắt anh gọi em ra đây, đừng nói là bảo em ngắm sao đấy nhé. Em xem quảng cáo rồi hả? Quảng cáo gì? Không có gì, chưa xem thì tốt. Lâu lắm rồi mới được ngắm trời đêm đầy sao đẹp rực rỡ như vậy. Công nhận ha. Trong thành phố đố mà ngắm được nhỉ. Đẹp quá. Anh học thiên văn học mà nhỉ. Anh nói em nghe kia là sao gì đi. Muốn nghe thật hả? Được. Em có thấy ngôi sao to nhất kia không? Biết đấy là sao gì không? Trông sao bắt đầu hả? Sai, là mặt trăng. Gì không biết. Đằng kia kìa. Chợ bắt đầu ở kia cơ. Nhìn đi, bảy ngôi sao kia kìa. Phía nam của chòm bắt đầu có một chòm giống hình lưỡi hái. Đó là chòm sư tử. Ngôi sao sáng nhất trong chòm sư tử là Regulus. Xong từ chòm sư tử đi qua bên này, nhìn bên này nhé. Cứ đi mãi sẽ là chòm tiểu hùng. Nếu thời tiết tốt, sẽ thấy được một quần sáng hình tròn bằng mắt thường. Lúc anh nói chuyện chuyên môn cũng đẹp trai lắm. Thế à? Giữa Garulet và Spica có giao điểm của hoàng đạo và xích đạo, gọi là điểm thu phân, tức là ngày 23 tháng 9 hàng năm. Được rồi, được rồi. Anh mà còn nói nữa là em không tập trung ngắm sao được đâu. Ừ, không nói nữa. Từ từ này. Cả ngày hôm nay lúc thì đạp xe, lúc thì treo móc khóa, lúc thì tắm suối nước nóng. Thực ra đấy đều là những chuyện anh muốn được làm cùng em. Nhưng anh chuẩn bị lại chưa được chu đáo. Em không giận anh chứ? Không đâu. Em chỉ biết là khi được ở bên người mình thích, nếu chỉ có riêng hai chúng ta, không còn ai nữa cả, thì sẽ vui lắm. Thế bọn mình ước đi. Ước á? Anh ước là được ở bên Phạm Tư Tư thật lâu thật lâu. Nói ra là không linh nghiệm đâu. Thật á, ước thầm thôi. Anh ước, ước thầm. Em cũng ước nữa. Ước xong chưa? Ước xong chưa? Anh chưa ước nữa. Ước xong rồi. Ước gì mà lâu thế?
Hôm nay phải bonus. Lý Thiên Nhiên đâu? Ra ngoài làm việc rồi, chắc không quay lại đâu. Không quay lại hả? Sao cậu ấy không tắt máy tính? Chắc anh ấy nghĩ là vẫn sẽ quay lại đấy. Không sao, máy tính đó tự động tắt mà. Cô cậu không tắt máy cũng không tắt nguồn. Không biết là để máy chờ cũng tốn điện hả? Đâu tốn nhiều đâu ạ. Chuyện nhóm phạm, thế là tôi phải phổ cập kiến thức cho cô rồi. 70% lượng điện hao hụt của máy tính là do để máy chờ đấy. Nếu ai cũng giống như mọi người thì cộng lượng điện hao phí của các máy tính lại sẽ bằng với cả một nhà máy điện hạt nhân ấy chứ. Ghê gớm vậy á. Đây không chỉ là để tiết kiệm tiền mà còn là suy nghĩ cho tài nguyên quốc gia và môi trường thế giới nữa đấy. Tôi thấy trưởng nhóm Cát nói đúng. Bảo vệ môi trường bắt đầu từ mỗi cá nhân. Chuẩn. Bọn tôi biết rồi. Vậy tôi đi trước đây, tạm biệt. Trưởng, trưởng nhóm Phạm. Không được đi. Tại sao ạ? Trước khi trưởng bộ phận ngư hợp xong thì phải đợi ở đây. Ngồi xuống. Ngồi xuống đợi đi. Tôi... Đợi đi, đợi đi. Chờ đợi vô ích thế này, cuộc sống chờ đợi vô ích mới là lãng phí tài nguyên đấy.